Đồng hồ gôn hay đồng hồ đo khoảng cách gôn là sản phẩm được tạo ra để hỗ trợ cho người chơi gôn ở các cấp độ và mọi độ tuổi. Nó được thiết kế giúp người chơi theo dõi mọi khoảng cách chuyển động và thu thập dữ liệu cho bạn trong cuộc đấu. Đến từ thương hiệu Garmin những chiếc đồng hồ tại đây rất được ưa chuộng cùng shop nhật Việt điểm danh top 5 mẫu đồng hồ chơi gôn tốt nhất hiệu Garmin qua bài viết dưới đây nhé. Gol lại là môn thể thao rất khó, đòi hỏi cao về khả năng quan sát, sự kiên nhẫn, tính toán từng yếu tố nhỏ trên sân để đưa bóng vào lỗ thay vì chỉ dạo bước nhàn nhã như bạn nghĩ. Độ khó của môn gol khiến không ít người lắc đầu từ bỏ môn thể thao quý tộc này dù dư giả về điều kiện tài chính, hiểu được điều đó, gamin đã đầu tư nghiên cứu và tung ra nhiều sản phẩm hỗ trợ người chơi gol tính toán được hướng bóng. Nhìn bao quát bản đồ và lường trước được những điểm khó trên đường bóng bay, thương hiệu đồng hồ Garmin, Garmin là một công ty danh tiếng của Hoa Kỳ, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm công nghệ, áp dụng công nghệ điều hướng GPS. Năm 1983, Gary Barrow đã gặp gỡ và có cơ hội làm việc cùng Min Hát Cao, người của Bộ Quốc phòng. Đến năm 1989, họ đã thành lập công ty Garmin và đặt trụ sở tại Lenesa, Kansas, Hoa Kỳ hãng đã đầu tư nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm đồng hồ gold đặc biệt, sở hữu những tính năng riêng không giống với các loại smartwatch bình thường khác. Có thể bạn quan tâm, mua máy đếm điểm chơi gold Bristol Nhật Bản ở đâu, không chỉ đồng hồ gôn, gamin còn sản xuất nhiều dòng sản phẩm khác như máy theo dõi nhịp thở. Đến năm 1995, doanh số của đồng hồ Gold gamin đã đạt 105 triệu đô la và đến năm 1999, con số này đã nhanh chóng tăng lên 233 triệu đô la. Từ năm 2000 đến nay, doanh số của Garmin luôn ở mức trên 1 tỷ đô la và trở thành một trong 8 thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành. Ưu điểm tuyệt vời của đồng hồ Garmin thu thập dữ liệu người dùng, đồng hồ Garmin được tích hợp công nghệ GPS cũng như các loại cảm ứng có khả năng tính toán khoảng cách thu thập dữ liệu từ người dùng của từng trận đấu. Qua các thông số, bạn có thể biết mình cần cải thiện ở những điểm nào, phát huy điểm nào và nhanh chóng nâng cao trình độ của bản thân, định vị GPS chuẩn xác. Nhiều cuộc thử nghiệm và nghiên cứu đã cho thấy rằng đồng hồ Gol Gamin có thể định vị GPS cực kỳ chuẩn xác, gần như ở mức tuyệt đối. Đó là nhờ các cảm biến GPS CLONASS siêu hiện đại được tích hợp trong đồng hồ. Với chiếc đồng hồ Gamin trên tay, bạn có thể tính toán một cách chính xác khoảng cách từ bóng đến hố gôn từ đó sẽ giúp bạn đưa ra được chiến lược tốt nhất cho cú đánh của mình, theo dõi sức khỏe, một trong những tính năng hiện đại, được nhiều golfer yêu thích của đồng hồ đánh gôn đó là theo dõi sức khỏe. Các thông số hiển thị chi tiết như, nhịp tim, huyết áp, mức độ stress, tình trạng giấc ngủ, sẽ giúp golfer biết được tình trạng sức khỏe của mình, nhờ tự động theo dõi sức khỏe nên đồng hồ Gamin có thể đưa ra những cảnh báo trước về các rủi ro có thể xảy ra như, đau nhức, mệt mỏi, chóng mặt. Bạn có thể theo dõi các chỉ số này thông qua ứng dụng Garmin Connect thiết kế thời trang, đồng hồ vốn là một sản phẩm thời trang vì vậy yếu tố thiết kế luôn là điều được các golfer quan tâm. Tất cả các sản phẩm của hãng đều sở hữu thiết kế thời trang, năng động nhưng cũng không kém phần sang trọng và tinh tế. Đồng hồ Garmin không chỉ là trợ thủ cho các golfer mà còn giúp tăng thêm sự phong cách cá tính cho người đeo. Top 5 mẫu đồng hồ chơi gôn tốt nhất hiệu Garmin được ưa chuộng nhất bạn không nên bỏ lỡ. Top 1 Garmin Approach S10 đồng hồ chơi gôn GPS nhẹ, màu xanh lam granite. 010 tám 02 mã SP B07C2QSTTY, một chiếc đồng hồ chơi gôn đơn giản và dễ sử dụng, màn hình thông minh, nhẹ, thoải mái, độ phân giải cao, có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời, cung cấp một sân ở phía trước, phía sau và ở giữa màu xanh lá cây nguy hiểm và chân chó trên hơn 41.000 sân được tải trước trên toàn thế giới, ghi lại điểm số của bạn trên đồng hồ để hiển thị các phòng tổng quãng đường và tổng thời gian của bạn, bạn có thể tải thẻ điểm của mình lên Garmin Express và ghi lại các vòng đấu của mình. Kích thước màn hình, 0,9x 0,9 inch, 23 x 23mm, pin sạc sẽ chơi được đến 12 giờ ở chế độ chơi Gold GPS, top 2, Gold S60 hàng nhập khẩu song song 010, silicon đen mã SP, B07237NS19, nhãn hiệu Garmin N, Gamin, màu sắc, silicon đen, có bao gồm pin không? Đúng, kích thước màn hình, 1,2 inch, đầu vào giao diện con người, màn hình cảm ứng, loại màn hình e trinh, kích thước mặt hàng LSWSS, 48x48x15mm, công nghệ kết nối, bluetooth, dung lượng bộ nhớ, 1024MB, top 3, đồng hồ thông minh GPS có bộ nhớ nhạc và ứng dụng thể thao tích hợp, binh sinh suzu, mã spb 074 kbwl 9 j với giải pháp thanh toán không tiếp xúc có trả phí của Gamin. Bạn có thể thanh toán cho giao dịch mua đồng hồ của mình, khả dụng với thẻ hỗ trợ ngân hàng tham gia, cá nhân hóa đồng hồ của bạn với hàng nghìn mặt đồng hồ, ứng dụng và tiện ích miễn phí từ cửa hàng Connect IQ. Bộ nhớ, lịch sử, bảy hoạt động theo thời gian, 14 ngày dữ liệu theo dõi hoạt động, hơn 15 ứng dụng GPS và thể thao trong nhà được tải sẵn dành cho yoga, chạy, bơi lội và hơn thế nữa chất liệu thấu kính, kính cường lực hóa học, chất liệu g, thép không dỉ, chất liệu vỏ, thép không dỉ, polymer gia cố bằng sợi với nắp sau, theo dõi mức độ thể chất của bạn với VO2 tối đa và ước tính sức khỏe và quan sát cách xử lý căng thẳng, xem gamin.com gạch chéo ATACCUACY đóng ngoặc đơn, ghép nối với điện thoại thông minh tương thích để tận dụng các tính năng được kết nối như thông báo thông minh, gamin connect, LiveTrack và các tải lên tự động khác. Thời lượng pin, lên đến 7 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh. 13 giờ ở chế độ GPS, kết nối Bluetooth thông minh và N. Tương thích điện thoại thông mini phone Android top 4, đồng hồ GPS Garmin Fenix 5 Multisport mẫu cao cấp dây đeo màu xám, đen 47mm mã SPB01N7 dây 9 API, đồng hồ Multisport có GPS lên đến 12 ngày, chế độ đồng hồ màn hình nhịp tim quang học lên đến 20 giờ, chế độ luyện tập chế độ GPS màn hình nhịp tim quang học lên đến 50 giờ, chế độ Ultra Check màn hình nhịp tim quang học trang bị topo bản đồ Hoa Kỳ, hỗ trợ GPS, GLONASS, mic lội nước để theo dõi tốt hơn trong các môi trường khắc nghiệt so với chỉ GPS, các cảm biến định vị tích hợp như la bàn ba chục, con quay hồi chuyển và máy đo độ cao khí áp kế, top 5, đồng hồ chơi Golgamin Garmin Approach S62, GPS trắng, đen, một mặt hàng, bộ City 10 mã SP, 086 tjw TJW8CZ, chức năng theo dõi oxy trong máu, kiểm tra tại chỗ. Có, theo dõi giấc ngủ, có theo dõi cả ngày không màn hình cảm ứng màu bán trong suốt để dễ dàng xem dưới ánh nắng trực tiếp pin dung lượng cao có thể kéo dài đến 20 giờ ở chế độ GPS và lên đến 14 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh hơn 41.000 sân golf trên toàn thế giới một tính năng cắt đi ảo để đề xuất câu lạc bộ và nơi nhắm mục tiêu dựa trên xu hướng thời gian chơi tốc độ gió và thông tin hướng ghép nối với ứng dụng gôn để hiển thị tốc độ gió và hướng gió với chức năng thông báo tích hợp và theo dõi nhịp tim quang học nó cũng có thể được sử dụng như một chiếc đồng hồ thông minh đồng hồ chơi gôn tốt nhất hiệu Garmin mua ở đâu chính hãng shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order đồng hồ chơi gôn từ Nhật giá tốt chính hãng uy tín 100% liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài viết mũ lưỡi chai gôn chống nắng bristol cao cấp nhật bản của shop nhật việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân và cũng là món quà ý nghĩa cho người thân yêu toàn bộ sản phẩm được shop nhật việt mang về từ nhật có biêu chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng tốt, với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983-1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.